Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với Tuệ Tâm Giác Ngộ trong video hôm nay. Xin kính chúc các khán thính giả thân thiết một ngày mới nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ chúng ta đều có chung một khao khát, đó là trẻ mãi không già. Lão hóa là quy luật tất yếu của thời gian. Tuy nhiên đúng là vẫn có những loại thực phẩm vàng mà nếu biết sớm, duy trì ăn uống sớm, phụ nữ chắc chắn sẽ có thể sở hữu được vẻ đẹp không tuổi. Dưới đây là 7 loại thực phẩm thần thánh như vậy. Bỏ túi ngay thôi chị em nhé. Sau tuổi 40, phụ nữ ăn món này da rẻ hồng hào, dáng rất đẹp, làm càng sớm người càng trẻ lâu. Kính chào quý cô bác và các anh chị đang theo dõi video của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Kính thưa quý cô bác và các anh chị thân mến, hiện nay để kéo dài sự trẻ trung của mình, nhiều chị em đã không tiếc tiền tìm mua nhiều loại mỹ phẩm, kem dưỡng da, thực phẩm chức năng, v.v. Tuy nhiên hiệu quả của những sản phẩm này thường không rõ ràng, uống vào chẳng thay đổi là mấy, thậm chí chả có tác dụng gì, vừa tốn tiền lại mất thời gian công sức của nhiều chị em phụ nữ. Thay vào đó, các chị em nên thực hiện một phương pháp khác có thể giúp phụ nữ chăm sóc cơ thể từ sâu bên trong vô cùng hiệu quả, đó là tăng cường collagen. Khi chúng ta già đi, lượng collagen sẽ bị sản xuất ít dần. Đặc biệt là khi phụ nữ đã bước qua độ tuổi 40 thì tình trạng mất collagen sẽ càng rõ rệt. Không muốn sớm bị xuống sắc, phụ nữ ngoài 40 nên quan tâm hơn với bản thân bằng cách tăng cường những món ăn vặt lành mạnh. Và video ngày hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ sẽ giới thiệu cho chị em 7 loại thực phẩm thần thánh sẽ giúp các chị em luôn giữ được vẻ trẻ trung tươi tắn. 1. Quả chà là đỏ. Theo các nghiên cứu tại Đại học các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chà là loại quả chứa rất nhiều chất xơ, nhưng loại chất xơ này lại có thể giúp chúng ta no lâu hơn, cũng như ngăn ngừa trường hợp lượng đường trong máu tăng cao đột ngột. Bên cạnh đó, chà là còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như anthocyanin, phenolic và carotenoid. Những chất này có rất nhiều tác dụng trong việc giúp cơ thể loại bỏ độc tố, tăng cường tiêu hóa, thúc đẩy trao đổi chất và giúp làm đẹp da. 2. Khoai lang. Khi đói, thay vì ăn các món ăn vặt nhiều chất béo thì các chị em có thể lựa chọn ăn khoai lang. Cũng như cà rốt và bí ngô, khoai lang là thực phẩm rất giàu beta-carotene, có tác dụng ngăn ngừa tổn thương do ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, các chị em cũng có thể ăn tăng cường các loại rau giàu vitamin C như ớt chuông, cà chua, bông cải xanh để có thể tăng sản xuất collagen cho cơ thể, giúp ngăn ngừa lão hóa. 3. Sữa chua và trái cây. Nếu đang cần tìm món ăn nhẹ chứa nhiều canxi và chất thì các chị em không bao giờ nên bỏ qua món sữa chua. Sữa chua khi được ăn kèm với hoa quả sẽ càng cung cấp lượng canxi, chất xơ dồi dào cũng như nguồn collagen cực kỳ tốt. Bên cạnh đó, món ăn này còn chứa nhiều protein và men vi sinh tốt cho đường ruột. Khi ăn sữa chua, các chị em nên chọn sữa chua nguyên chất và thêm trái cây tươi vào để có vị ngọt tự nhiên và bổ sung chất xơ cho cơ thể. Các chị em cũng có thể chọn món sữa chua Hy Lạp vì chúng chứa gần như gấp đôi lượng protein so với sữa chua thông thường. 4. Các loại đậu. Các loại đậu bao gồm đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu gà, v.v. là những loại thực phẩm rất giàu protein, thường chứa các axit amin cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen của cơ thể. Trong đó, đậu gà đặc biệt hữu ích trong việc tổng hợp collagen vì chúng rất giàu kẽm và vitamin C. Đậu nành cũng chứa một chất gọi là genistein. Chất này cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa và chất này có thể kích thích sản xuất collagen. Thế nên việc thường xuyên ăn các loại đậu sẽ giúp các chị em giữ được sự tươi trẻ cũng như làn da càng khỏe. 5. Trái cây có múi. Vitamin C là một chất đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất procollagen, để từ đó sản sinh ra collagen cho cơ thể. Trong khi đó, các trái cây có múi, vị chua như cam, bưởi, chanh, quýt lại là loại thực phẩm chứa lượng vitamin C dồi dào nhất. Điển hình một quả cam cỡ trung bình đã có thể chứa khoảng 70mg vitamin C. Trong khi đó, lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày cho một người phụ nữ trưởng thành là ở mức 75mg. Ngoài ra, những loại quả có múi này cũng giúp chống lại các gốc tự do và duy trì lớp da căng khỏe, không bị chảy xệ, nhăn nheo. Vì thế, phụ nữ nên sử dụng trái cây có múi hàng ngày để có thể sở hữu một làn da khỏe đẹp rạng ngời. 6. Quế, gừng. Các loại gia vị như quế có thể làm tăng sản xuất collagen, giúp tăng độ săn chắc và độ đàn hồi cho làn da của các chị em. Ngoài ra, gừng cũng có thể giúp ích cho làn da.
Vì gừng chứa nhiều retinoid là một hợp chất chống viêm có thể giúp ngăn ngừa các đốm đồi mồi phát triển cũng như ngăn ngừa tổn thương da do ánh mặt trời. 7. Trà xanh. Một tách trà xanh mát lành có thể cung cấp cho chúng ta nguồn năng lượng cần thiết cho một lịch trình làm việc bận rộn. Không những vậy, trà còn nổi tiếng là một chất chống oxy hóa vô cùng hiệu quả, có thể giúp cơ thể chống lại các gốc tự do. Ngoài lượng, hàm lượng polyphenol có trong trà xanh còn có thể giúp bảo vệ, tăng sản xuất collagen trong da của các chị em và có thể bảo vệ các chị em khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Vâng, níu kéo vẻ đẹp tuổi thanh xuân, ngày nay có thật là nhiều biện pháp. Phụ nữ chẳng bao giờ còn lo mình xấu hay là già khi mà có rất nhiều những lựa chọn làm đẹp ở ngoài kia cho phụ nữ. Tuy nhiên thì làm đẹp bằng thực phẩm thiên nhiên vẫn là phương pháp làm đẹp an toàn, rẻ tiền và thông minh nhất. Đậu đen được biết đến như là một gợi ý tuyệt vời cho phái đẹp trong công cuộc chinh phục nhan sắc này. Dưới đây là hai thời điểm vàng để sử dụng đậu đen giúp phát huy tác dụng mà bạn nên biết. Phụ nữ dùng đậu đen vào hai thời điểm này sẽ hồi xuân trở lại, tác dụng mạnh lên bất ngờ nếu dùng đúng thời điểm. Thưa quý cô bác và các chị em thân mến, các loại đậu từ lâu đã nổi tiếng là loại thực phẩm giúp sản sinh nhiều collagen cho cơ thể. Đặc biệt, đậu đen là loại đậu thường được nhiều người dùng để chăm sóc tuổi xuân hơn cả. Trong đó, chế biến đậu đen thành nước đậu đen là một phương pháp dưỡng da từ bên trong rất phổ biến. Bởi vì theo nghiên cứu của y học hiện đại, thành phần của nước đậu đen chứa nhiều khoáng chất bao gồm nhiều vitamin quan trọng như vitamin A, B1, B2, canxi, sắt, lipid, glucid. Phụ nữ càng dùng nhiều càng có tác dụng giảm cân, đẹp da, lại bổ thận, bổ máu. Tuy nhiên, uống nước đậu đen vào thời điểm nào để có hiệu quả tốt nhất thì không phải chị em nào cũng biết. Thế nên phần tiếp theo của video ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các chị em hai thời điểm vàng uống nước đậu đen để từ đó có lợi ích hồi xuân gấp 2 lần. 2. Thời điểm dùng nước đậu đen sẽ giúp phụ nữ hồi xuân. 1. Trong bữa sáng. Buổi sáng là thời điểm vàng để các cô bác và chị em uống nước đậu đen. Lúc này cơ thể vừa được bổ sung nước, vừa dễ dàng hấp thụ các chất chống oxy hóa anthocyanin trong đậu đen, từ đó tăng cường thể chất cho cô bác và các chị em có sức khỏe dẻo dai và nhiều sức sống hơn. Đồng thời, đậu đen còn là nguồn chất xơ dồi dào, có thể giúp phụ nữ giảm cân và đồng thời giúp làn da căng sáng hơn. 2. Uống trước các bữa ăn. Xây dựng thói quen uống nước đậu đen khi đói sẽ giúp cơ thể của cô bác và các chị em dễ dàng hấp thụ trọn vẹn nguồn dinh dưỡng từ đậu đen. Ngoài ra, việc uống nước đậu đen trước khi ăn sẽ giúp cô bác và các chị em giảm cảm giác thèm ăn, từ đó có thể giữ gìn vóc dáng thon gọn và tươi trẻ. Thế nên nếu cô bác và các chị em không uống được nước đậu đen trong bữa sáng thì có thể uống trước một trong các bữa ăn còn lại trong ngày. Các bạn thân mến, đậu đen tuy có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là một cốc chè đậu đen vào mùa hè sẽ giúp giải nhiệt rất tốt, nhưng chúng ta cũng nên biết là sử dụng đậu đen sao cho đúng cách, kẻo lợi bất cập hại. 5 điều cấm kỵ khi sử dụng đậu đen sau đây là lời nhắc nhở các cô chú, các bác, các anh chị trước khi muốn sử dụng đậu đen để giải nhiệt hay là làm đẹp. Cùng lưu ý ngay nhé. Chúc các bạn sẽ luôn khỏe mạnh. 5 điều cấm kỵ khi sử dụng đậu đen giải nhiệt. Mặc dù đậu đen là một loại thực phẩm rất tốt để giải nhiệt cơ thể, ngăn ngừa lão hóa, nhưng nếu không biết 5 điều cấm kỵ sau đây thì quý cô bác và các anh chị có thể sẽ bị phản tác dụng, thậm chí là làm hại tới sức khỏe bản thân. 1. Dùng đậu đen khi cơ thể bị lạnh. Khi cơ thể đang yếu, có các biểu hiện hàn lạnh như người mệt mỏi, tứ chi lạnh, đi ngoài phân lỏng hay tiêu chảy, thì tốt nhất cô bác và các chị em không nên dùng nước đậu đen vì sẽ làm các triệu chứng thêm trầm trọng hơn, khiến cơ thể đuối sức và ốm yếu hơn. 2. Dùng đậu đen khi đang trong thời kỳ uống thuốc chữa bệnh. Vì đậu đen có tác dụng giải độc, nên những người đang trong quá trình sử dụng thuốc thì nên tránh vì đậu đen rất có thể sẽ phản ứng với các thành phần của thuốc, từ đó làm giảm tác dụng của thuốc chữa bệnh. 3. Người già, trẻ nhỏ có thể trạng yếu vẫn sử dụng đậu đen. Đậu đen là loại thực phẩm có lượng protein vô cùng dồi dào. Thế nên người già, trẻ em hay người có thể trạng yếu, hệ tiêu hóa không khỏe sẽ khó tiêu khi ăn đậu đen vì không thể hấp thụ nổi lượng protein cao như thế. Đối với người già, trẻ em thì việc dùng nhiều đậu đen có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, đầy bụng và đau bụng. 4. Người bị tiêu chảy, viêm đại tràng vẫn uống nước đậu đen. Do đậu đen tính mát nên người mắc các bệnh viêm đại tràng, đi ngoài phân lỏng,
tiêu chảy, tiêu hóa kém thì không nên dùng, kẻo khiến tình trạng thêm trầm trọng. 5. Sử dụng quá nhiều đậu đen trong một lúc. Đậu đen là thực phẩm khá lành tính, nhưng chúng ta không nên lạm dụng vì sẽ ảnh hưởng tới khả năng hấp thụ các chất của cơ thể. Đặc biệt đối với trẻ nhỏ, trong những ngày nắng nóng, mẹ dùng nước đậu đen cho con uống thay nước có thể khiến cho cơ thể trẻ không hấp thụ được chất dinh dưỡng, dẫn tới thấp còi, suy dinh dưỡng. Tốt nhất mỗi người lớn chỉ nên uống nước đậu đen 200-240ml một ngày là đủ. Vậy là video ngày hôm nay của kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ đã cung cấp cho quý cô bác và chị em khá nhiều thông tin bổ ích liên quan tới việc chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hy vọng rằng sau video này, các cô bác và chị em sẽ có thêm vài phương pháp hay để giúp bản thân luôn tự tin, tươi trẻ. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo.